Xin kính chào quý vị khán giả đến với điểm tin sáng của Người Việt TV hôm nay thứ Năm, ngày 26 tháng 1. Và thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết là Meta khôi phục trang của cựu Tổng thống Donald Trump trên Facebook và Instagram. Ông Nick là chủ tịch của phụ trách về vấn đề toàn cầu của Meta vào hôm thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng cho biết sẽ dỡ bỏ việc đình chỉ 2 năm các trang Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Donald Trump trong những vài tuần tới. Ông Nick nhắc nhở trang Facebook của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị đóng vì những lời khen ngợi của ông ấy dành cho những kẻ tham gia bạo loạn, bạo lực quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Ông Nick gợi ý rằng nguồn gốc phát sinh mạng xã hội bắt nguồn từ quan điểm mở ra các cuộc tranh luận dân chủ cởi mở và các nền tảng của Meta không nên cản trở điều đó, đặc biệt là trong bối cảnh bầu cử. Nhưng ông cũng cảnh báo vẫn sẽ có những mức giới hạn. Ông nói công chúng có thể nghe những gì mà chính trị gia của họ đang nói, điều tốt, điều xấu và điều xấu, để họ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt tại thùng phiếu. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có giới hạn đối với những gì mà mọi người có thể nói trên nền tảng của chúng tôi. Khi có nguy cơ gây hại cho thế giới thực một cách rõ ràng, chúng tôi sẽ hành động. Sau khi có được tin Meta cởi trói, thì cựu Tổng thống Donald Trump đã tung lên nền tảng mạng truyền thông xã hội của ông là Truth Social, chê bai Meta đã mất hàng tỷ đô la giá trị kể từ khi hạ bệ Tổng thống mến yêu, và một quyết định như vậy không nên bao giờ xảy ra với một Tổng thống tại vị hoặc là bất kỳ ai khác, không đáng bị trừng phạt như thế. Facebook cũng cho hay nếu cựu Tổng thống Donald Trump được cho là sử dụng lại dịch vụ của họ, sẽ có một số các biện pháp trừng phạt được nhanh chóng thi hành nếu cựu Tổng thống Trump tiếp tục vi phạm các quy định đề ra. Facebook nói họ thấy rằng thời hạn 2 năm là vừa phải để mặc cho sự an toàn sau khi vụ xảy ra ở ngày 6 tháng Giêng năm 2021 và cũng đủ mạnh để răn đe vị cựu Tổng thống cũng như là những người khác để không tái vi phạm. Và thưa quý vị, trong khi đó thì nghi can xả súng tại Half Moon Bay bị truy tố là 7 tội sát nhân. Theo Reuters, hung thủ xả súng tại Half Moon Bay ở miền Bắc California chính thức bị truy tố là 7 tội sát nhân, có dự mưu là bắn chết 7 đồng nghiệp làm việc trong hai trang trại trồng nấm trong phiên sơ thẩm diễn ra vào hôm thứ Tư là ngày 25 tháng Giêng. Tay súng Chung Li Zhao, 66 tuổi, là công dân của Trung Quốc và là nghi can duy nhất trong vụ thảm sát súng xảy ra vào hôm thứ Hai tại hai trang trại trồng nấm ở thị trấn ven biển Half Moon Bay ở California. Bị cáo Zhao mặc bộ quần áo tù màu đỏ và bị nhốt sau một tấm kính, bị tòa ra lệnh là giam giữ, không được tại ngoại hầu tra. Trong một phiên sơ thẩm tại tòa thượng phẩm San Mateo County, bị cáo có mái tóc hoa râm và cắt xát, không tỏ ra có cảm xúc trong phiên tòa. Đương sự chỉ được hai luật sư công bào chữa và không có bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra trước tòa. Phiên xử tiếp theo được ấn định vào ngày 16 tây tháng 2. Theo hồ sơ tòa, thì bị cáo là công dân Trung Quốc di dân đến Mỹ từ 10 năm trước đây, tuy nhiên chưa có thông tin chính thức về tình trạng di trú của đương sự. Và chánh biện lý Steele cho biết là giới chức thẩm quyền có đánh giá về động cơ án của bị cáo nhưng từ chối cho truyền thông biết chi tiết. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ là cảnh sát tìm thấy một ghi chú viết tay được tìm thấy trong xe của bị cáo. Tuy nhiên, vị biện chánh lý này không cho biết nội dung ghi chú này. Và thưa quý vị, tòa California ra lệnh công bố clip cảnh hành hung ông Pelosi. Theo AP, đoạn phim thu hình ảnh về vụ tấn công chồng của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ được công bố sau khi một tòa vào hôm thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng, đã bác yêu cầu bí mật của các biện lý. Chánh án Stephen Mutti là tòa thượng phẩm San Francisco phán quyết rằng không có lý do gì để giữ bí mật đoạn phim, đặc biệt là sau khi các biện lý đã chiếu trước tòa trong phiên xét xử sơ bộ vào tháng trước. Theo ông Thomas Booker, là luật sư đại diện cho hãng thông tấn IB cùng với một loạt các hãng thông tấn khác trong nỗ lực được xem các bằng chứng, biện lý của San Francisco đã bàn giao bằng chứng cho chánh án Mutti vào hôm thứ Tư sau khi phiên tòa, và ông đã yêu cầu văn phòng thư ký của tòa phân phát đoạn phim cho giới truyền thông. Việc này có thể diễn ra vào thứ Năm. Ông Paul Pelosi là chồng của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đang ngủ tại nhà riêng ở San Francisco vào ngày 28 tháng 10 thì bị nghi can là David Bay, 24
42 tuổi thưa quý vị, đột nhập vào nhà và hành hung. Trong phiên tòa sơ bộ, thì vào tháng trước các biện lý đã phát một phần của cuộc gọi 911 của ông Paul Pelosi, cộng với lại cảnh quay từ camera an ninh của giám sát của cảnh sát quốc hội, camera đeo trên người của hai nhân viên cảnh sát đến nhà và video từ cuộc phỏng vấn với bị cáo là debate với cảnh sát. Và nhưng khi các giới cơ quan truyền thông đã yêu cầu bản sao của những đoạn phim đó, thì biện lý của San Francisco đã từ chối. Vụ tấn công hành hung ông Paul Pelosi xảy ra chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022, khiến dư luận đồn đoán lan truyền thông tin sai lệch. Và thưa quý vị, Bưu điện Mỹ thuê 2.400 người tại quận hạt Los Angeles và Orange County. Những ai đang tìm công việc mới có thể xin việc tại Bưu điện Hoa Kỳ trong hội chợ việc làm tại các quận hạt Los Angeles và Orange County. Bưu điện thuê 2.400 nhân viên mới trong hội chợ tuyển dụng trên toàn của tiểu bang. Phỏng vấn bắt đầu hàng loạt vào thứ Năm ngày 26 tháng Giêng từ 10 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa. Lương bắt đầu là từ 19.33 Mỹ Kim cho đến 19.94 Mỹ Kim cho 1 giờ. Trong số 77 văn phòng đang tuyển dụng thì 11 văn phòng nằm ở Los Angeles County và 10 là ở Orange County. Bưu điện hy vọng sẽ thuê được 325 người đưa thư ở Los Angeles, trong khi các văn phòng ở Orange County hy vọng là có thêm khoảng 450 nhân viên mới. Benefit cho bưu điện cung cấp là gồm mức lương cạnh tranh, ngày nghỉ có lương, vacation có lương, bảo hiểm y tế, nhà khoa đầy đủ và trợ cấp hưu trí. Và thưa quý vị, một nửa vụ xả súng tại Mỹ vì lý do cá nhân và việc làm. Theo Reuters, vào hôm thứ Tư ngày 25 tháng Giêng, một nửa vụ xả súng bị hàng loạt ở Mỹ từ năm 2016 cho tới năm 2020 là có nguyên nhân từ các vấn đề cá nhân, gia đình hoặc là nơi làm việc, kết luận của một bài báo mới mà Sở Mật vụ của Liên bang đã thực hiện nhằm tìm ra các biện pháp ngăn chặn bạo lực và việc là xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm. Hung thủ xả súng phần lớn là nam giới, thường có tiền sử mất các triệu chứng như là bệnh tâm thần, khả năng tài chính không có chắc chắn hoặc là các tiền sử về bạo lực gia đình. Bản báo cáo được đưa ra vài ngày sau khi vụ xả súng hàng loạt ở California cướp đi sinh mạng là 18 người và cả hai hung thủ gây án thuộc về tầng lớp là những người lớn tuổi. Các vụ xả súng hàng loạt trở thành chuyện bình thường ở Mỹ trong những thập niên gần đây và thuật ngữ chỉ có ở Mỹ trở thành lời than thán phổ biến mỗi lần xảy ra vụ thảm sát. Bản báo cáo dài 70 trang do Trung tâm đánh giá mối đe dọa quốc gia của Sở Mật vụ đã công bố vào hôm thứ Tư, khảo sát là có khoảng 173 vụ nổ súng mà có từ 3 người trở lên bị hại. Các cuộc tấn công nhằm vào chỗ làm, trường học, cơ sở tôn giáo và các phương tiện giao thông công cộng, giết chết 513 người và làm bị thương khoảng 1.234 người. Báo cáo cũng cho thấy là súng được sử dụng là 73% các vụ thảm sát, bao gồm một số vụ là bị cấm sở hữu súng. Báo cáo cũng cho biết là luật cờ đỏ là cấp tiểu bang cho biết là tước súng theo luật của tòa đối với các cá nhân bị báo động có thể sẽ hạn chế các vụ nổ súng. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin sáng của Người Việt TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kiều Anh kính chúc cho quý vị một ngày luôn vui khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.